Mình chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay sẵn làm cái chân bồn nước nè cho khách. Thì trong quá trình làm thì sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo luôn. Đó. Thì đầu tiên là sẽ làm hai cái chữ A. Đó, hai chữ A của hai bên thì hai chữ A này chiều cao nó sẽ là 4,5 m. Đó thì theo yêu cầu của gia chủ nha. Đó, thì chiều cao là 4,5 m. Ở đây là sử dụng là cái bồn nhựa 1000 lít. Đó, thì cái bồn nhựa đứng á, thì nó sẽ ở trên cái mặt đứng ở trên nó sẽ vuông, còn cái bồn nhựa mà nó nằm á, nó sẽ có một chiều to và một chiều nhỏ. Đó, ở đây mình làm chiều đứng thì mình sẽ làm vuông luôn theo cái kích thước của cái bồn nước. Đó, thì em đứng gần đường nên xe cộ lại có hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Đó, thì trong quá trình làm thì sẵn quay cái hình thức làm đó, lên và vô khung như thế nào cho nó chuẩn đó, để cho các bạn nào mà mới vô nghề chưa biết nghề để các bạn đó xem tham khảo luôn. Đó, còn các bạn nào đó là thợ thầy thì xem cho vui hoặc là lướt qua giùm cho mình nha. Thì ở đây mấy anh em đang lấy cái ke, thì khi mình là làm mặt trước và mặt sau rồi thì mình tiến hành mình dựng bốn cây đứng bốn góc đó để mình lấy cái ke là đó, để cho nó vuông cái vuông ke cái mặt trên, mặt trên và mặt dưới đó. Sau đó sẽ tiến hành là chỉnh ke mặt đáy dưới và đáy trên. Sau đó sẽ chỉnh kia là hai cái bên hông nữa, còn hai cái mặt dưới và mặt trên mình đã chỉnh kia rồi. Đó, thì sau khi mình dựng lên thì mình phải chỉnh hai cái kia ra nữa cho để nó bên cao bên thấp. Đó, đó sẽ chỉnh kia đâu đó mà chuẩn rồi thì chỉ tiến hành là mình đen những cái cây chính giữa vô nữa thôi. Đó, sau đó sẽ đen chéo vô. Thì ở đây là cái chân bồn nước là gia chủ yêu cầu làm cao 4,5 m phủ bì. Đó, thì ở đây sẽ làm cao lên 4,5 m từ dưới cái chân này lên chân cái đỉnh là 4,5 m. Thì ở đây là sẽ có cái mình làm ví dụ như là cái chân bồn nước là mình phải hỏi gia chủ là chân bồn nước nằm hoặc là đứng nha. Thì ở đây làm cái bồn nước là 1000 lít đứng. Đó, thì cái đứng thì nó cái mặt mặt trên á, cái mặt trên nó sẽ vuông dứt luôn. Còn cái nếu mà cái bồn nằm á thì nó sẽ có một cạnh mình cạnh nhỏ và một cạnh dài ra. Đó, thì khi mình làm mình phải hỏi gia chủ là cái bồn nước nằm hay đứng nữa nha, để mà mình làm cho nó chính xác. Cho ví dụ như cái đây là mình làm nên cái bồn nước đứng á, thì nó vuông nè, nó bốn mặt nó vuông. Còn cái bồn nước mà nó nằm á, sẽ có một chiều, hai chiều nhỏ qua hai chiều dài. Đó. Thì khi mình làm mình lưu ý nha. Thì anh em đang trong quá trình lấy ke. Đó, ke xong là mình mới lấy ke cho chuẩn thì chuẩn, mà bắt đầu mình mới tiến hành mình đen những cái ở trong. Đó. Thì ở đây sử dụng là trụ đứng là sử dụng là V5. Ở dưới những thanh ngang là V5, còn đen ở trong là V4 đó, cho nó cứng cáp. Mình đen V3 cũng được, nhưng mà mình đen V4 cho nó chuẩn đó, cho nó cứng và nó sử dụng cho nó ok đó. Thì em chuyên về kính nhôm sắt nóc, sắt mỹ thuật, nhận thiết kế và thi công ở các tỉnh, nên cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em nhé. Số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả. Thì do chính sách của YouTube là em không có để số điện thoại trên màn hình được đó, nên là cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Số điện thoại em ở dưới phần mô tả. Thì em nhận thiết kế và thi công ở các tỉnh luôn. Thì ở dưới đây là lúc nào mình làm cái chân bồn nước thì ở trên các bạn làm nhớ lưu ý là làm nhỏ, thì ở dưới chân phải cho nó to ra xíu để cho cái chân trụ mình nó cứng, cái bồn nước nó không có bị yếu nha. Chứ không phải là ở trên ví dụ mình nấu ví dụ trên 1m2, ở dưới đây là 1m2 luôn là cũng không được nha. Đó, tại là ví dụ như ở trên 1m hoặc là 1m2 thì ở dưới phải là 1m4 hoặc 1m5 để cho cái chân nó to, nó có chịu lực, nó không có bị ngã cái chân bồn nước của mình. Thì đây là cái chân bồn nước mà mình đã làm xong và mình sơn xong luôn rồi nè. Thì sẵn đây là mình quay một vòng rồi báo giá cái chân bồn nước này nhận bao nhiêu một mét á, bao nhiêu một mét mét lên nha, chứ không phải mét vuông nha các bạn nha. Thì các bạn nào mà mới vô nghề chứ chưa biết nghề thì các bạn chưa có biết cái giá thì xem video rồi tham khảo cái giá của mình để mà làm nha. Thì cái vật tư ở đây mình sử dụng là khung là V5 này đó, khung toàn bộ là V5, rồi những cái thanh mình đang ở trong đó là V4 đó, toàn bộ là V4 hết nha. Đó, V4 với V5 thôi đó, khung thì phải đi chịu lực thì phải đi V5 đó, xung quanh khung là V5 hết, còn ở trong mình đèn chéo là V4 đó. Thì do mình đứng gần đường nên xe cộ lại có hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm nha.
Thì ở đây mình có thiết kế cho gia chủ là một cái thang để đi lên nè, cái thang để ở dưới mình đi lên nè, để mình bắt cái bồn trên đây đó. Rồi ở đây là cái bể để mà gia chủ hoặc là người ta đứng để người ta câu ống nước đồ đó. Còn khi mà mình hàn chân bồn nước thì bắt buộc mình phải hàn chống chéo để cho cái khung mình nó cứng, nó không có bị lắc đó. Thì cái chân này là cao lên là 4,5 m đó. Cái dưới đây là em cho nó cái chứ chân cho rộng ra 1,5 m, còn trên đây là 1,2 m. Thì tùy theo cái bộ mà mình làm cho nó cái ở trên đây này cho nó chính xác nè. Tôi nghĩ là khi mà người ta làm bồn đứng hoặc là bồn nằm, hoặc là cái bồn đó là 500 lít hay là 1.000 lít hay là 2.000 lít, nó là mình để miết đường mình làm. Với lại là mình làm cái khung đó là tùy theo cái bồn nước nó nặng hay là nó to nó nhỏ nữa, chứ không phải là bồn nước lúc nào mình cũng làm bằng V5 nha. Nếu cái bồn mà nó làm 2.000 lít hoặc là nó làm 5.000 lít thì mình phải làm cái V hoặc là cái Y cho nó bự lên nữa nha. Còn cái bồn mà nó có 1.000 lít hoặc là 500 lít thì mình làm V4 hoặc V5 đó và đều được nha. Đó, để cho nó chịu tải. Rồi thì ở đây mình nhận mét lên á, gọi là mét tới là 1,2 triệu đó, 1,2 triệu một mét lên. Còn ví dụ như mà các bạn nhận, ví dụ như nhà gia chủ mà ta có đặt cho các bạn làm cửa làm đồ hết luôn thì các bạn nhận 1 triệu cũng được đó, cứ nhận 1 triệu mét lên vậy đó. Rồi thì khi các bạn làm thì các bạn lưu ý là các bạn hỏi gia chủ là sử dụng bồn nhựa hay bồn inox, với lại bồn 5 lít hay là bồn 1.000 lít hay là 2.000 lít, với lại bồn đứng hay bồn nằm. Thì ở đây là gia chủ sử dụng là bồn đứng 1.000 lít bồn nhựa đó. Thì giờ là xong rồi thì mình chỉ tiến hành mình bèn giao thôi. Đó thì sẵn mình làm thì mình báo giá cho các bạn nào mà mới vô nghề chưa biết nghề đó, các bạn xem tham khảo cái giá để mà làm đó, từ 1 triệu đến 1,2 triệu là mét lên là các bạn làm được nha. Làm bao nhiêu trong video mình đang quay nè, là sử dụng là V5 đó, thành đứng dưới lại ở trong đen là V4 đó, như trong video. Còn ở đây là mình phải thả cho nó dày sắc xíu, tại vì là cái bồn người ta chịu đặt lên đây nên nó chịu tải. Các bạn không có được đen sắc nhỏ hơn đó, đen nhỏ hơn khi mà ta bơm nước lên nó sẽ bị quằn, nó yếu đó, nên các bạn lưu ý các bạn làm nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì nhớ để lại cho mình một like, đăng ký kênh để mình có động lực ra thật là nhiều video mới và hay hơn cho các bạn xem nha. Đó, cái đây là cái cầu thang để mình ta đi lên nè. Đó, làm bồn nước thì phải có cầu thang để cho gia chủ ta đi lên nha. Rồi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.